Hello hello, em xin thân mến chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Inox. Hôm nay thì mình tiếp tục chuyển máy xúc của mình đang làm một cái công trình móng đây, nhưng mà bây giờ mình sẽ lên phin móng và san lại mặt bằng toàn bộ cái móng này các bác nhá. Do là hôm trước đất nó về đổ nhiều quá thì mình cũng có làm một vài video để cho đất vào đây đấy, nhưng mà bây giờ thì đã qua công đoạn đó rồi. Thì bây giờ đến cái công đoạn là san mặt bằng và lấy cốt chuẩn luôn các bác nhá. Ok, thì hôm nay thì có cả em Hạnh nhá, mới về em mới cùng mình làm cơ. Thì hôm trước thì em mới làm ở trong cái đầu xúc ở phía trong kia. Còn mình thì là ở ngoài đầu này để san lốt. Đó. Thì buổi trưa nay thì là đất xe về đột ngột nhiều quá, cho nên là mình cũng chưa kịp để mà san hết cho nó vào. Cái chỗ này thì là đất đỏ này là đang cái đất đỏ này này, người ta đang đổ dồn ra kia, thì bây giờ sẽ em Hạnh sẽ quăng vào trong này và quăng vào cái ô trong cùng các bác nhá. Còn máy của mình ở trên này thì mình sẽ quăng hết cái đất này, san hết ra những cái ấy chỗ này. Chỗ này hôm nay là mình đổ thừa lên đây đấy. Ở cái đằng này ấy, thì là có một cái hố bể phốt thế này. Buổi sáng nay thì bắt đầu người ta mới đây, quay ra đây cho anh em xem. Buổi sáng nay bắt đầu là người ta mới có cái nắp kia để đậy vào thì mới làm xong được. Thì bây giờ mình sẽ san cái chỗ này bằng ra và xúc cái đất ở đằng sau của mình đây để thả về cái đằng này nha các bác nhá. Tất cả đất là mình sẽ làm bằng cái đường dầm này, vừa chạm vừa san. Bằng cái đường dầm này, nhưng mà riêng cái ô từ cái ô này là cái ô của thang máy các bác nhá. Từ cái đầu ngoài góc của thang máy ra ngoài kia thì nó sẽ thấp hơn bằng cái gạch người ta xây thấp kia. Đó. Nói chung là cái này thì là nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Cho nên là mình sẽ chia nhỏ ra. Đấy, em Hạnh em sẽ quăng ở cái ô ở phía dưới này nha các bác nhá. Còn mình thì sẽ quăng ở cái ô ở đằng trên này. Cho hết đất vào những cái hở này rồi thì là những cái ấy bên sườn này đi. Còn khi mà lúc nào mà ra làm thì nó ở phía bên ngoài ấy, thì mình sẽ quay về mình xử lý cái ô này sau các bác nhá. Bây giờ cứ san bằng nó ra để đủ đất đi đã. Khối lượng đất mà đổ về đây thì nó cũng rất là nhiều. Thì mình cũng chưa được nghe anh Sơn tổng hợp những cái giờ là xem cái đất xem là được bao nhiêu xe, bao nhiêu khối, thì cũng chưa được kiểm tra cái đó, chưa được hỏi anh Sơn. Nhưng mà thôi thì cái đó thì mình cũng không cần thiết để biết lắm, bởi vì cái công trình này nó dự tính nó khoảng 1.000 khối thì mình nghĩ là nó sẽ tốn hơn 1.000 khối, bởi vì nó còn lún mà anh em. Có cái bờ gạch múc, anh em múc nếu mà làm anh em thấy có những cái bờ gạch đó thì anh em hết sức cẩn thận nhá. Bây giờ mình sẽ san bằng cái này ra để mình đứng xuống đây, để khi mà nó bằng ấy thì mình làm nó sẽ nhanh và nhàn hơn. Ở đầu ngoài này thì nó cũng có ống nước này, có ống nước thì là mình phải làm nó nhẹ nhàng và cẩn thận anh em nhá. Đó, hết vào những cái ô này đi. Chỗ này nó có một cái bờ gạch từ bắt đầu từ ghế này ra dưới này, thì nó còn có nước ấy các bác nhá, nên là mình cứ gạt hết nó xuống thì dần dần nó sẽ tự nó ngấm vào đất đi thôi. Cái này sau này người ta đầm, mình cứ làm bằng cái mặt đi xong người ta đầm.
nó xuống được bao nhiêu thì là sẽ xuống ấy rồi đó, còn lại là thừa thiếu bao nhiêu người ta sẽ cho cát với lại cho cái gạch cái gọi là gì bây đá bây các bác nhá, thế người ta không cho hoàn toàn mặt đất đâu. Máy của mình bây giờ nó đang rất là không cân bằng. Làm ra thì mình sẽ đứng mình làm cân bằng để cho nó dễ làm. Đó là chạm mặt tường rồi. Ô đằng này thiếu khá là nhiều đấy các bác. Dần dần nó sẽ lên hình các bác nhá, nó sẽ thành mặt bằng đấy. Này thì người ta yêu cầu đó là đất nó ráp vào tường này nó cao lên một chút thôi nhá. Bác chủ nhà bác sợ sau này cái kia nó lún nhiều là sẽ không có đất để bù vào á, nên là mình cũng cho nó cao lên một chút. Ok, bây giờ mình sẽ lùi lại sàn cái ô được cái ô bên này. Làm từ cái góc này đi, để lúc mình lấy cái bệ mình đứng luôn cho nó bằng đi. Lấy cái này xong là bắt đầu mình lấy cái lưng gầu mình đi, mình xoa. Nó hở lên chưa? Ừ.
có một cái đầu ống nước ra các bác nhá. Nên là mình phải làm cho nó cẩn thận. Đấy, như thế này là bắt đầu nó bằng các bác nhá. Nhưng mà bây giờ cái này là mình chỉ làm gọi là tạm như thế này để mình lấy cái mặt bằng máy mình đứng thôi. Mình chưa làm nó phẳng đẹp luôn nhá. Bởi vì cái chỗ này đất nó vẫn còn thiếu mà. Nó sẽ tương đối như này. Cái này thì cứ moi hết ra để lấy là cái mặt bằng vào đây. Đó, bây giờ bắt đầu là từ lại từ cái bên này. Vào dần rồi đấy. Cái bên đó là cái bên của gara để xe ô tô đó nhá. Người ta có làm thiết kế để xe ô tô có thang máy đàng hoàng luôn. Thank you.
mình sẽ đứng ở đây. Quay lại gạt cái chỗ này đi các bác nhá. Gạt chỗ này đi cho nó phẳng ra. Đây chỗ này nó lún thì kệ nó nhá các bác nhá. Lún thì lại bù vào, thằng này ấy tiếp. Thằng này lu đi cho nó phẳng luôn, đẹp luôn. Gọi là móng nó rộng thôi nhưng làm thì thực ra nó cũng không rườm rà lắm đâu anh em ạ. Các bạn anh em cứ làm nó đúng cái theo cái yêu cầu của người ta là được. Cái này thì còn yêu cầu để lu nữa cơ, lu vào nữa thì nó mới đẹp được. Xong rồi bắt đầu để lên gầm. Đây là ok được một lửa đấy rồi anh em nhá. Đó. Thì cái video này mình sẽ làm đến đây thôi các bác nhá. Xong là video sau thì mình sẽ tiếp tục làm những cái ô phía ngoài này. Ngay bây giờ thì mình sẽ làm một cái video cây máy xúc nhỏ vào dưới đất để làm nốt cái góc chỗ này các bác nhá. Đó. Còn cái bên này thì mình sẽ làm cái video này, xong rồi ra đến hộ kia. Nói chung ở đây nó râm mát như thế này thì mình sẽ làm nhiều video cho anh em luôn. Cái móng này thì là nó cũng rất là quan trọng khi mà anh em đi làm về đất móng đất biếc ấy. Mình sẽ chia sẻ rất là nhiều video. Ok, thôi xin tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xem video nhớ cho mình xin like và hãy comment cái ý kiến của các bác bên dưới cái video này. Và nhớ là đừng có quên là hãy ai mà chưa đăng ký kênh thì các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Đó, ok, thôi xin tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Ok, chào mọi người.